Em thừa biết, cái Đông là một đứa có đam mê, mục tiêu rõ ràng. Thế nên mẫu bạn trai lý tưởng của nó sẽ là một người sống có nghị lực, không ngừng nỗ lực giống như nó. Hợp đồng của tôi đâu? Sếp ạ, anh chờ em một chút. Em chờ chị Diễm thông qua một vài điểm nhỏ nữa là xong cho anh ạ. Chờ à? Chờ đến bao giờ? Mấy tháng nữa? Em nghĩ là ngày mai ạ. Không, em nghĩ là trong hôm nay ạ. Nghĩ gì thì sáng mai. Hợp đồng đã ký phải có trên bàn làm việc của tôi. Còn nếu không làm được, cậu nên nghỉ đi. Alo. Chị ạ. Cậu đừng nói với tôi là cậu nghỉ việc nhá. Tôi vẫn để trống vị trí trợ lý đấy. Dạ không ạ. Chị ơi, em biết em gọi cho chị thế này có hơi đường đột. Em có thể qua gặp chị được không ạ? Em đang có việc rất quan trọng, em cần chị giúp ạ. Được, cậu đến nhà tôi đi. Em chào chị ạ. Em mời chị. Em mời chị ạ. Rượu ngon quá. Đương nhiên, tôi chỉ thích những cái đẹp nhất, tốt nhất. Nào, có chuyện gì? Hôm nay cậu đến đây chắc là để năn nỉ tôi ký hợp đồng đúng không? Dạ vâng ạ. Nếu chị thấy đã thử thách em đủ và thực lòng muốn ký hợp đồng với Á Đông, chị có thể ký luôn được không ạ? Sốt ruột lắm rồi đúng không? Lý do là gì vậy? Nếu hôm nay em không ký được hợp đồng với chị, chắc em sẽ phải nghỉ việc mất ạ. Chà, sếp Vinh nhà cậu cũng tạo áp lực căng thẳng quá nhỉ? Sao lại nỡ tàn nhẫn với một cậu nhân viên đẹp trai như thế này được chứ? Nếu chị thấy thương cho nhan sắc này của em, chị có thể xuống tay ký luôn được không ạ? Được. Sao lại không chứ? Vì tôi thương cho nhan sắc của Dũng. Đổi lại Dũng có gì nào? Dạ, tất cả. Chị cứ ra điều kiện, em sẽ làm hết sức mình ạ. Em có thể chuyển toàn bộ phần hoa hồng cho chị ạ. Em gửi chị ạ. Tôi không cần mấy đồng bạc lẻ đó. Thôi ạ, xin lỗi ạ. Nhưng mà em... Cậu sợ à? Không vượt qua được nỗi sợ hay sao? Muốn được việc mà không muốn đánh đổi à?
xin phép ạ. Thôi, không trêu cậu nữa. Ngồi xuống đi. Trước sau gì tôi cũng sẽ hợp tác với Á Đông. Coi như hợp đồng này là màn ra mắt vậy. Muốn tôi ký luôn không? Dạ có ạ. Em muốn ạ. Em cảm ơn chị. Cả đời này em sẽ không quên ơn chị ạ. Em gửi chị ạ. Tôi là người sòng phẳng, không cho ai nợ mình cả.